Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop từ sàn Bitport nha các bạn. Thì chương trình AirDrop này thì các bạn yêu cầu các bạn sẽ nhận được 300 triệu token có ký hiệu là ABNFT nha các bạn. Từ sàn Bitport nha các bạn. Thì để tham gia sự kiện hôm nay các bạn cần click phần link mô tả. Thứ nhất các bạn đăng ký một trên sàn Bitport nha các bạn. Đối với các bạn xài trên điện thoại di động thì các bạn chọn vào bao gạch, chọn trang web cho máy tính các bạn, hoặc là các bạn tải app về. Sau khi các bạn đăng ký và các bạn xác minh danh tính nè các bạn. Xác minh thông tin xong thì các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè. Các bạn copy cái URL này nè các bạn. UID này nè các bạn. Sao chép. Rồi các bạn sao chép lại nha các bạn. Rồi các bạn trải qua một cái link này nè, các bạn link sự kiện nè các bạn. Các bạn dán UID của mình vào các bạn. Đây thì hỏi các bạn có tiếng ghép được không thì bạn nào có tiếng ghép thì bấm Z, còn không thì bấm No các bạn. Thì các bạn chọn No các bạn, bấm No Submit nè. Tính gì là xong các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này gấp nhận 300 triệu token ABNFT từ sàn Bitport đến kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.